gặp lại cả nhà trong video hôm nay trên kênh của Trúc Phương nha. Hôm nay Phương với mẹ quay lại chỗ cái khuôn giáp ranh với gừng này cả nhà. Nay Thế Cử mình đi thăm mấy cái luồng 72 cửa ngục. Mời cả gia đình cùng đi thăm với Phương và mẹ Phương nha. Nay thì có em Gấu với lại là em Trắng đồng hành với Phương nữa. Phương mới qua đây được tí xíu, trời chỉ mưa phía sau Phương rồi cả nhà. Cái hướng ở đây á, chỗ Phương á, gọi là ở hướng Đức Bà cả nhà. Nay hai em này đi theo thấm cái mũi luôn rồi. Hy vọng là mình sẽ thăm kịp 97 này cả nhà. Mưa chuyển ở bên đó là cái hướng đó là mưa bên kia trước rồi đó. Còn bên mình á thì chưa. Hồi nãy con trăng nó nổi. Đây cái 12 cái mục lớn này cả nhà. Rồi con qua con nhặt lại 12 cái mục đó. Cái con có đem cái cửa mục lớn qua nữa nè. Cái này là cái lớn. Ui có rồi nhà ơi. Ui, ui ngon quá. Khá lắm. Cái này tôi sẽ cuốn nha cả nhà. Tôi chuẩn bị dài ra xong cái này. Cái mấy cái nhỏ thì Phương sẽ để lại. Cái lớn thì Phương đem Phương đặt một chiến thôi. Còn mấy cái nhỏ thì mình mới đặt neo. Con có sạch luôn. Sạch đứng này mình vũ nó giòn ở đầu kia luôn. Đó, anh chú ngồi trên đây. Cá mình vũ giòn. Cá ngọt hết trơn luôn cả nhà ơi. Ngọt hết rồi. Tí cái đầu này bị nước ngập lên. Còn có con cá chê không rồi cả nhà. Mấy con này ngọt hết trơn nè. Mấy con luôn trời. 4-5 con luôn. Nó bị ngập lên nè. Đợt hổm qua Phương định đó là mình chỉ giặt mấy cái 12 con ngục thôi. Xong rồi cái Phương thấy cái này có một cái nó gần ở cái mí sông á. Cái Phương mới cuốn đem vô đây rải thử. Để con nhỏ theo. Cái không có cái chai. chai trắng ngon nghe không? Rất rực luôn á. Cái này được 4 con. Ngọt rồi đó nha. Con đặt một cái mí ở ngoài với một cái lọn ở trong rừng luôn nè cả nhà. Ôi ôi, hôm nay nha, trái giác ra lớn ra luôn rồi nè, nhưng mà vẫn chưa có lớn mấy cả nhà, nhưng mà cây đám cũng mới lớn hơn á. Ui vô. Thì anh làm trong trước đi, nó ra đầu ngoài. Đi con gì vậy? Có con gắn vô nữa hay gì vậy? Có con gắn nữa cả nhà. Cái này đợt trước cũng có gắn nữa. Phương thả rồi á, cái này thấy vô nữa nè, rõ ràng Phương thấy chuối lên trên nè. Để nghiêng qua kia gấu ơi, nghiêng qua kia gấu ơi gấu. Tới hù luôn rồi cả nhà ơi, khúc này cả nhà không cảm nha. Trong rừng này mà hễ mà hôn mà chịu mua một cái là tới hôn luôn. Để em Phương kéo xích ra. Ở ngoài đây tắt ánh sáng chút xíu. Đem theo cái bàn chải như bàn chải cây sắt sạc. Ê, đứng, con đứng phía sau đi, con đứng phía sau đi, cả nhà cũng thấy con nè. Đi đâu nữa? Trứng này vô con lương luôn á, bự không? Cũng vừa vừa à, con lương với con cá chê vàng một con nữa, ốc đắng, cá sặc chứ mấy con cá chê trắng. Để con đổ cái thao nha. Con này là con cá, con li thí à, Ly Thi đẹp lắm đó. Con ốc lát con Phương mới bỏ là con bu vàng nha, không phải ốc lát đâu. Cái chê chê nhỏ bé luôn á, chê vàng luôn á. Này Phương để lại trong thao này đi cả nhà, nữa về mình thả mình nuôi lại nha. Mấy con nhỏ nhỏ nữa về cho chip chip ăn. Nên con này nè, con nhỏ nhỏ luôn, mấy con bẫy trầu đi kia này nè, chip chip ham lắm. Còn mấy con cá sặc kia to quá mình phải cắt ra, cắt khúc ra cho nó bé bé lại. Con cứ ngồi đại đó đi. Gấu ơi, con đi không khéo là con lọt cái đó nè Gấu. Ra cái đầu ngoài kia đó nha. Trời, mi mắc cạn luôn rồi. Có cả nhà ơi. Ôi cũng được món nữa nè. Khó thành quả nữa ơi. Ôi cua nữa. Đầu này vô cua nữa chứ. Trượt xuống luôn chưa? Cua bò ra luôn. Đấy, con này. Cá chê cả nhà. Em cua mới bò xuống đây rồi. Ôi, cá lóc. Hai em cá chê, Phương mới bỏ vô đây một em rồi, còn đây một em. Với lại là ê, có con cà cuốn nữa. Hôm nay lại có con cà cuốn bên này cả nhà. Đây là em cà cuốn nè. Cà cuốn đó, hôm trước Phương quên mất tên. Cái cả nhà mới bình luận nói Phương là con cà cuốn. dài lên trên kia. Lạnh quá hả? Được những con cá lóc lưới lưới. Lên trắng. Cái này được 3 con cá ốc lứa ra nha. Ốc mà nó chèo vô trong này gì luôn á. Con này được quê. Chìm dưới luôn. Mấy con cá sặc này cả nhà ơi, nó dồn ở đầu đằng kia. Để con dời cho nó lên cao. Mới cá sặc đó con, ly kia phải chầu đó nha. Trời ơi, bên này ốc lát quá trời luôn. Cái con này Trời, bắt cái cọng dây cũng ngắn, dài hơn xíu, 1-2 phân nữa là nó dễ, mà không sao cũng được, nó dẻo lắm đó. Này mình để riêng phần nha, cái này mình để hở lại. Đây thành quả của mình. Mà tiếc cái có mấy con bị ngợp. Ngợp thì Phương về Phương muối chiên. Đây cả nhà xem, mình bảo mình quá cho ngon luôn nè. Cả nhà chè trắng nè cả nhà. Đây con đây nè. Con bên đây lớn nè cả nhà. Đây, được đâu 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 con cá chê, còn lại là cá lóc. Cá lóc trong cái khuôn này trúng ngon. Rồi, giờ Phương với mẹ Phương về cả nhà ơi. Cảm ơn cả gia đình hôm nay đã dành thời gian đi thăm bẫy với Phương và mẹ Phương nha. Giờ thì xin phép cả nhà dừng video ở đây. Cả nhà cho Phương xin một lượt like và hãy nhấn đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần Phương nha. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Hẹn gặp lại vào lần sau.